trận Điện Biên Phủ trên không buộc các nhà thương thuyết của họ trở lại, cầm bút ký vào Hiệp định Paris. Bộ đội đường Hồ Chí Minh từ phía Tây lật cánh sang phía Đông. Hơn 30.000 người được huy động mở tuyến Đông Trường Sơn. Vượt qua sông, qua suối, một hệ thống đường xe cơ giới đã được xây dựng hoàn chỉnh, tỏa khắp tới các chiến trường. Ngày 6 tháng 1 năm 1975, hai ngày trước khi cuộc họp của Bộ Chính trị kết thúc, tin giải phóng trục đường 14 và Phước Long bay nhanh tới cuộc họp, cung cấp thêm một thực tế chiến trường để Bộ Thống soái tối cao hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976. Trận Phước Long diễn ra chỉ cách Sài Gòn 120 km. Quân ta tiêu diệt căn cứ liên hoàn lớn do hơn 6.000 quân địch chốt giữ. Phước Long là tỉnh đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Xe tăng và pháo lớn của quân giải phóng đã nằm chờ sẵn trong các cánh rừng. Những gốc cây to cũng đã được các chiến sĩ công binh tài trí, bí mật cưa cắt 2/3 đường kính dưới gốc, tạo điều kiện để xe tăng dễ dàng húc đổ khi băng vào trận. Ta tiếp tục đánh cắt đường 21 nối Buôn Ma Thuột với Nha Trang, khiến đối phương không còn chi viện được cho nhau từ phía biển. Như vậy, tập đoàn phòng ngự Tây Nguyên bị cắt khỏi đồng bằng khu 5. Thế trận đã cài, công việc chuẩn bị cho trận đánh lịch sử cơ bản đã xong. Các tướng lĩnh mặt trận trang trọng ký tên mình dưới tấm bản đồ, quyết tâm chiến lược đánh trận mở màn chiến dịch. Đêm mùng 9 sáng ngày 10 tháng 3, ta đánh Đức Lập. Tướng Phú và tình báo Hoa Kỳ vẫn cho rằng Bắc Việt đánh Đức Lập bắt xong chỉ là để thông đường vào Nam Bộ, rằng cộng sản chỉ đủ sức đánh các quận lỵ vòng ngoài. Đúng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3, bằng thế trận hợp đồng quy mô lớn, ta tiến đánh Buôn Ma Thuột. Pháo bắn vào thị xã, quả nổ mở bến cho quân binh van dậy bên bờ sông Serepok. Cũng là lúc những chiếc xe tăng từ nhiều ngả rất mạnh tiến vào khu trung tâm. Cơ sở bảo đảm hậu cần tại chỗ của quân khu 2 Ngụy đã nằm trong tay quân giải phóng. Thế là thời cơ đã đến. Mặt trận chỉ thiên Huế nhận lệnh tấn công, xe tăng và các tiểu đoàn bộ binh vượt sông Thạch Hãn đánh vào Quảng Trị. Địch ở Quảng Trị không đủ sức kháng cự, chúng chặn lại Huế, bỏ lại đồn bốt vũ khí, quân trang quân dụng. Còn đâu như những ngày hè năm 1972, chúng hùng hổ hô hào tái chiếm, giành giật với ta từng mảnh đất Quảng Hải. Từ nhiều hướng, bộ đội ta tiến về Huế, địch kinh hoàng tháo chạy. Tuy nhiên, ở một vài cứ điểm, binh lính Ngụy vẫn cố sức chống đỡ, hy vọng Ngô Quang Trường, Tổng Thống Hiệu và người Mỹ sẽ không bỏ Huế. Ngày 22 tháng 3 năm 1975, Bộ Tổng Tham mưu điện cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Quân khu Trị Thiên. Địch đã bỏ quân lỵ hướng điện, ta phải cho bộ đội chiếm ngay, phải bịt cửa Thuận An lại, tập trung pháo bắn vào cửa Thuận An.
pháo binh ta từ nhiều trận địa bắn khống chế toàn bộ cửa biển Thuận An, đồng thời bộ đội đặc công thả hôi phong tỏa cửa biển, không cho tàu địch đón lại quân Thuận An. Binh lính quân ta vùng phát hại ở cửa biển Thuận An và cửa biển Tư Hiền bị thương vong nặng nề và cực kỳ hỗn loạn. Đường Sư Huế sát cửa Thuận An, Tư Hiền và bán đảo Vĩnh Lộc đầy binh lính ngụy Sài Gòn, gồm đủ các tướng lính biệt động thiết giáp bị quân chiếm có bảo an cảnh sát chen chúc cùng dân chúng. Một con đường kỳ lạ, một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có ở chiến trường này. Từ nhiều hướng bộ đội du kích tiến vào đất cố đô hầu như không còn gặp sức kháng cự. Nhân dân mừng vui dẫn đường cho một đoàn quân chiếm lĩnh công sở và cắt chiến. 10:30 ngày 25 tháng 3 năm 1975, lá cờ cách mạng đã được kéo lên đỉnh cột cờ trước hoàng hôn. Trên đất cố đô này, nhân dân hẳn chứng kiến bao bước thăng trầm. Ngọ Môn còn ghi dấu cuộc hy sinh từ năm 1945 khi nước nhà giành độc lập, chấm dứt chế độ phong kiến. Hết người Pháp rồi lại đến người Mỹ đều muốn làm chủ ở cố đô. Nhưng lịch sử đã có mùa xuân năm 1975 để non sông quy về một mối, để Huế mãi mãi tự hào là một mốc son trong lịch sử đấu tranh giành tự do độc lập của dân tộc Việt Nam. Khi pháo lớn đã bắn tới trung tâm Đà Nẵng thì chính là báo hiệu sự thất bại, náo loạn và sụp đổ của quân đoàn 1. Trên sân bay, họ dẫm đạp lên nhau, lính bắn dân để cướp, dân bắn lính chạy máy bay, quan bỏ cả vợ con chạy trốn ra nước biển, tranh cướp lên thuyền. Tàu hải quân Mỹ tặng pháo lớn không dám vào gần, chúng sẽ ném mất thuyền cả người, quân trang quân phục mở tốc đường thoát khỏi vùng pháo lửa. Phong của quân đoàn 2 do đồng chí Hoàng Đan chỉ huy có xe tăng viện trợ đánh thọc sâu từ đèo Hải Vân xuống kho xăng Liên Triều tiến về Nam Ô. Cánh Tây Nam, sư đoàn 304 đánh chiếm Phước Tường, Hòa Khánh, Hòa Cầm là hậu cứ sư đoàn 2 ngụy. Nam sư đoàn 2 quân khu 5 từ phía Nam tiến lên đánh tan sư đoàn 3 ngụy, phối hợp với hai sư đoàn của tỉnh và các đội biệt động đánh chiếm sân bay nước mặn, sân bay Đà Nẵng, phát triển sang bán đảo Sơn Trà, hội quân với lực lượng quân đoàn 2. Sở chỉ huy quân đoàn 1 ngụy bỗng chốc tan hoang, sĩ quan tham mưu, nhân viên CIA Mỹ cướp tài liệu rồi bỏ chạy. Lời thề tử thủ đã theo tướng ba sao Ngô Quang Trưởng lên một chiếc tàu nhằm hướng Sài Gòn bỏ chạy. Toàn bộ quân khu 1, quân đoàn 1 ngụy bị tan rã. Cuộc tấn công thần tốc của ta trong 32 giờ đã tiêu diệt hoàn toàn một căn cứ quân sự khổng lồ, toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh. Sau Huế, Đà Nẵng là thành phố thứ hai được thu hồi nguyên vẹn. Chiến thắng này thể hiện nghệ thuật tạo thời cơ, vận dụng thời cơ, kết hợp chặt chẽ các yếu tố để tạo thành sức mạnh của Đảng ta trong chỉ đạo cuộc chiến tranh giải phóng. Cũng ngày 14 tháng 4 tại Xuân Lộc, quân đoàn 4 tấn công mãnh liệt, tiêu diệt trung đoàn 52, sư đoàn 18 và đánh tan lữ đoàn 3 thiết giáp ngụy từ Biên Hòa ra tan viện cho Xuân Lộc. Vì vậy Xuân Lộc bị cắt đứt với Biên Hòa. Phan Rang, phòng tuyến Quây Hen
đang hấp hối. Pháo binh và xe tăng đã đồng loạt tấn công phòng tuyến Phan Rang. Một bộ phận của quân đoàn 2 cùng quân đoàn 3 quân khu 5 đánh vào sân thị xã và sân bay Trung Sơn. Đã đập tan bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 3 Ngụy cùng với bộ tư lệnh sư đoàn 6 không quân. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh tiền phương quân đoàn 3 và chuẩn tướng Phan Ngọc Sang bị bắt tại trận. 40 máy bay thu hồi nguyên vẹn. Núi giang tay đổi lại biên xa, ta tìm vọng về lớn mãi để nói giọt hà. 27 và 28 tháng 4, ba trung đoàn đặc công ta phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh chiếm những cầu quan trọng trên các trục đường giao thông huyết mạch vào thành phố. Cầu Rạch Chiếc, cầu Bình Phước, cầu xa lộ Biên Hòa. Ngày 28 tháng 4, biên đội quyết thắng của không quân ta đã dùng 5 chiếc máy bay A-37 thu được của địch, bất ngờ ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy 24 máy bay, phá hỏng nặng đường băng, buộc Mỹ phải thực hiện chiến dịch di tản không trật tự bằng máy bay trực thăng. Chiều ngày 28, sau 2 ngày chiến đấu, quân ta đã phá vỡ các khu phòng thủ vòng ngoài của địch. Bộ Tổng Tham mưu và cơ quan chỉ huy quân đoàn 3 Ngụy phải bỏ chạy. Hàng ngũ địch càng thêm hoang mang rối loạn. 5 giờ ngày 29 tháng 4, lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận bắt đầu. Các trận địa pháo của ta từ Nhơn Trạch lã đạn dồn dập vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay bị tê liệt hoàn toàn. Vừa diệt địch ở hệ thống phòng thủ vòng ngoài, các quân đoàn vừa tổ chức những mũi thọc sâu vào nội đô. Hướng đông, sư đoàn 325 sau khi làm chủ thành Tuy Hạ tiến đánh Cát Lái, cắt sông lòng tàu. Sư đoàn 304 đánh chiếm ngã ba Long Bình. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 2 phối hợp với lực lượng đặc công chiếm cầu Sa Lộ trên sông Đồng Nai. Hai sư đoàn 6 và 341 vượt qua Hố Nai tiến đánh Biên Hòa. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 4 chiếm sân bay Biên Hòa và căn cứ Hóc Bà Thức. Hướng Bắc, sư đoàn 312 bao vây căn cứ Phú Lợi. Trung đoàn 209 chốt chặn quốc lộ 13 và đường 14, tiêu diệt bọn địch rút chạy từ Lai Khê, Bến Cát về Bình Dương. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 1 đánh chiếm chi khu Tân Uyên, căn cứ Lái Thiêu, mở đường tiến về Gò Vấp. Hướng Tây Bắc, sư đoàn 320 tiến công căn cứ sư đoàn 25 Ngụy ở Đồng Dù. Địch huy động lực lượng phản kích quyết liệt. Hai bên giành giật nhau từng ụ đất, góc chiến hào. Sau 6 giờ chiến đấu, quân ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Đoàn 316 tiêu diệt và làm tan rã hai trung đoàn địch đóng tại Phước Hiệp, Trảng Bàng, Gò Dầu Hạ. Phối hợp với chủ lực, bộ đội địa phương và nhân dân nổi dậy đập tan bộ máy Ngụy quyền, giải phóng toàn tỉnh Tây Ninh. Cùng lúc đó, đội hình thọc sâu của quân đoàn 3 tiến theo quốc lộ 1, vượt cầu Bông, cầu Sáng, phát triển về Hóc Môn, tiêu diệt địch ở trung tâm huấn luyện Con Tum, tiến thẳng xuống ngã ba Bà Quẹo. Hướng Tây Nam, sư đoàn 3 giải phóng thị xã Hậu Nghĩa.
đội hình thọc sâu của đoàn 232 tiến qua Mỹ Hải, Vĩnh Lộc về Bà Quẹo. Sư đoàn 5 tiếp tục các tổ 4 đánh đuôi nhiều đợt phản kích của địch. Bộ đội đặc công đánh chiếm Tân Tạo và trung tâm radar Phú Lâm. 5 giờ sáng ngày 30 tháng 4, từ năm hướng, các binh đoàn chủ lực 3 với sức mạnh cơ động nhanh chóng đè bẹp sự kháng cự tuyệt vọng cuối cùng của địch, phối hợp với lực lượng tại chỗ đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu theo phương án chiến dịch. Bộ đội ta tiến tới đâu thì những người quyền tan rã từng mảng tới đó. Cuộc tháo chạy mang tên người liều mạng của quân Mỹ đã kết thúc bằng chuyến trực thăng cuối cùng chở đại sứ Mỹ Martin. Quân đoàn 1 chiếm bộ tổng tham mưu và bộ tư lệnh các binh chủng ủy. Quân đoàn 3 chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, nhà làm việc của bộ tổng tham mưu. Quân đoàn 4 chiếm bộ quốc phòng, cảng Bạch Đằng. Đoàn 232 chiếm thành phố thủ đô, tổng nha cảnh sát và kho xăng Nhà Bè. Quân đoàn 2 chiếm Dinh Độc Lập và buộc chính quyền Sài Gòn đầu hàng không điều kiện. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ tổng thống ngụy quyền Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Sài Gòn khi con chim én vào mùa xuân về tin vui chiến thắng bay từ quê nhà Sài Gòn ơi ta đã bước trên đường chiến thắng để gì em lu ăn ôn tiêu sự giận đi bảo tàng nhân dân yêu nước đã cùng xuống đường bên bao biên sĩ bao ngày mong chờ cùng vùng lên sông chiến công vang mùa xuân Sài Gòn ơi trong lửa đàn vẫn kiên ca hướng về mặt trần sáng ngời Sài Gòn ơi đây thành phố anh hùng đã từng lập bao chiến công vì tự do đây hồi kèn tiến quân đang thúc giục miền Nam tiến lên ta đã sống như ngày liệt sư ta sống tới bước trên đầu thù ta vẫn cao là cờ thắng lợi trên Sài Gòn. Sài Gòn đó quê ta ơi, trong biển lửa vẫn ngời ngời. Ta đi như sóng căm hận dâng trào sôi lên trên sáng quân thù hung hăng, dành một mùa xuân tươi sáng khắp miền Nam. Dầm dầm bước chân ta đi dùng trên đường phố Sài Gòn khi con chim én bao mùa xuân về yên vui chiến thắng bay từ quê nhà Sài Gòn như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng lời bác này đã thành chiến thắng huy hoàng 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông 30 năm dân chủ cộng hòa